Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn, khách tục không ai bén mảng gần. Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn, đầy sân mưa bụi, nở hoa xoan. Có yên bình không? Rất chi là yên bình. Thôi thì ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, mà người khôn người tới chốn lao sao. Bây giờ khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? 9 giờ. 9 giờ 25 phút. Bây giờ là 9 giờ 25 phút. Ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024. Xin thưa tới quý vị và các bạn. Quọ vào cái cửa nó kêu, quọ vào cái cửa nó tôn nó kêu. Quý vị và các bạn thông cảm cho. Chia sẻ tới quý vị và các bạn cái cảnh coi như thế là của nông dân. Nông dân thì nhiều việc lắm, kể ra hết được. Có 1001 đêm chẳng hết được những cái công việc thường nhật của nông dân. Ngoài cái vấn đề đồng áng ra rồi thì lại về nhà. Về nhà thì lại con lợn con gà, trăm thứ bà dằn, nhiều việc lắm. Đấy, từ sáng bây giờ chưa làm được cái video nào giới thiệu về đài với băng cassette cả. Nó đang làm cái này, đang làm cái này thì còn loa với đài cái gì nữa. Làm cái này thế xong à, đây sáng giờ thì cũng rửa bát quét nhà cũng cắm được cơm rồi. Đấy, lát nữa lại chuẩn là gì, chuẩn bị thầy trò cơm cháo xong chiều, trưa đầu giờ chiều lại đưa đi học nhá. Đấy, nhiều việc lắm. Thay bộ xăm lốp, thay bộ xăm lốp cho chiếc xe GS. Đời này là đời 2021. 21 22 là 22 ấy. Mới mua được 2 năm thế đúng không? 22. Kim phun điện tử BGE PGM kìa, FI. Đấy, tức là phun xăng điện tử, cái này không dùng bộ chế hòa khí nha, không dùng bộ chế hòa khí. Có người thì gọi là bình xăng con này, mình gọi là bộ chế hòa khí. Đấy. Con này thì mua về để đi. Nhưng mà con này thì phu nhân đi chứ mình không đi. Mình cả năm mình chả sợ rồi. Vì con này nó có cái ưu điểm là tay ga của nó nặng. Nặng từ lúc mua cơ chứ không phải mua sau 2 năm rồi nó mới nặng. Đấy. Còn cái xe mà sử dụng bộ chế hòa khí ví dụ xe như là xe Dram hay là cái xe Way của mình đời 2014 ấy, cái tay ga của nó nhẹ lắm. Con này cái tay ga của nó nặng, có khi năm chỉ đi lần hai lần. Còn con này như là để cho bu em đi, bu em thích nặng. Mình cái tay ga vẫn là cái phải nhẹ. Mình thích cái loại này, tay ga cũng kiểu gọi là đi đánh đu với tay ga nặng lắm. Mình cũng hỏi coi như là những anh em mới sửa xe máy lâu năm nhá. Bây giờ vẫn đang hành nghề sửa xe máy. Nên mà nhiều anh em cũng tư vấn cho bảo thôi cái xe này mà tay ga mà làm nó nhẹ thì lại không đúng với nhà sản xuất, vì người ta sẽ lúc người ta sản xuất ra là nó đã nặng rồi, nó có 2 dây. Những cái tay ga bình thường nó có 1 dây, cái tay ga này nó có 2 dây, nặng lắm, chịu. Thôi trở lại sang cái vấn đề thay bộ xăm lốp. Thay bộ xăm lốp thì ai chả biết thay, phải không ạ? Đấy, thế nhưng mình là nông dân, thì mình không có thóc. Thóc lúa thì nó hạn hẹp nhá. Thóc lúa nó hạn hẹp, thóc còn để ăn, để nuôi con gà, ăn vịt, con lợn. Chứ nếu mà có thóc thì đi cái xe nó đã hết hơi đâu, vẫn đi được mà. Nhưng mà nó lốp nó mòn rồi thì thay. Nếu mà mình mà có thóc thì mình đi xe tới hiệu sửa xe máy ấy. Hoặc là ở khu vực mình người ta không gọi là hiệu sửa xe máy, người ta gọi là tiệm sửa Honda. Mình đi đến cái tiệm sửa Honda ấy, nói với người ta bảo anh chị hoặc là anh thay cho tôi, anh thay cho em bộ xăm lốp ở đằng trước. Thế là người ta thay cho, trong quá trình người ta thay thì mình ngồi đấy mình đợi, thì mình rút điện thoại ra lướt web, người ta thay xong rồi thì trả thóc thì về nhá. Như vậy nó nhàn cái thân. Nông dân, mình là nông dân, thóc lúa chả có, hạn hẹp, thôi tự thay. Đương nhiên là mình tự thay thì không bằng nhá, không đạt được những cái vấn đề kỹ thuật cao như những người ta làm chuyên nghiệp. À,
Đấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì những người người ta làm chuyên nghiệp thì người ta cũng lắp được cái lốp vào với cái vành ấy, lắp cái xăm vào nằm ở trong cái lốp, ở trong cái vành hết phim nhá, bơm hơi lên mà nó lại không hết hơi, thế là thế thôi. Đấy. Chứ còn có cái này nói bỏ gì chứ cách đây vài chục năm về trước mình cũng thay xăm xe đạp đấy. Mình đi từ cái thời còn phải lộn xích xe đạp, xích xe đạp thời của mình phải lộn, không có tiền để mua đâu, phải lộn hoặc là cái líp xe đạp ấy. Đấy, khi mà cái dâu tôm mà nó hỏng rồi còn phải cắt cái tông ra độn vào trong để cho nó đẩy cái tông ấy, nó đẩy cái con cá ra để con cá nó bám vào cái líp để mà đi. Đấy. Thế là tự làm thì nó nhiều thì nó thành quen nhá. Với lại với nông dân thì các cụ dạy nông dân là người nông dân thì nó phải như con dao pha ấy. Nhá. Con dao pha là gì? Con dao pha là gọt được này, cắt được này, thái được này, vót nhá, vót được này, đấy, chẻ được này, đấy, chẻ đóng từ nào mà con dao pha ra chẻ được này, chặt này, đấy. Nó làm được nhiều việc. Thì mình là nông dân thì chung cũng cần phải như con dao pha, các cụ dạy như vậy nhá. Đây. Lúc nào mà hàng hóa ra đài nó không chạy thì vẫn kiếm bơ gạo xấu bằng những cái này nhá. Thay xăm lốp. Đây cái này là cái lốp. Ở cái chỗ mình ở người ta không gọi là cái lốp, người ta gọi cái này là cái vỏ. Cái này gọi là cái vỏ. Đấy, nên cái xăm thì người ta gọi là cái ruột. Xăm thì gọi là cái ruột. Cái vành này người ta gọi là cái niềng. Cái vành này, đây là cái vành này thì người ta gọi là cái niềng. Đấy, đây là cái nan hoa. Vành này là vành đúc, vành la răng. Đây cũng có thể gọi là vành nan hoa. Đấy. Nhưng mà nó có 5 cái nan thôi. 1 này, 2 3 4 5, 5 nan, vành đúc 5 nan. Đấy, thế nhưng mà đây này, nếu mà tính ra thì đây nó cũng là cái nan hoa đấy các bạn nhá. Thì cái nan hoa này người ta không gọi là nan hoa, người ta gọi là cái căm. Cái mai ơ này. Cái mai ơ này người ta không gọi là cái mai ơ mà người ta gọi là cái đùm, đùm. Nhá, cái đùm. Đấy. Thì gọi thế nào thì gọi. Thế nhưng mà cũng phải tiếp xúc với người ta thì mới biết được. Chứ không tiếp xúc thì cũng chẳng biết được đâu nhá. Đấy. Đây cái lốp này. Cái lốp này thay cái lốp vào, lắp vào cái lốp vào với cái vành thì theo cái kiểu lắp của nông dân Khang ấy. Thì trước khi lắp vào là cứ bôi nước xà phòng. Nước xà phòng với nước dầu rửa bát ấy. Đấy, bôi nó vào cái vành này. Bôi vào cái vành này. Bôi bên trong bên ngoài, bôi vào cái vành này, quét rồi. Để làm gì? Để khi lắp cái lốp này vào. Này. Để khi lắp cái lốp này vào ấy là nó trơn. Thậm chí mình không dùng đến móc lốp. Thậm chí mình không dùng đến móc lốp, mình vào bằng tay. Có những chỗ mà nó căng quá thì mình vào bằng chân, lấy chân dẫn xuống là nó vào. Đấy, thì để thứ nhất là cũng để bảo quản cái lốp này. Đấy, nó không bị cái móc lốp vào, nó không bị xây xước. Cái thứ hai chủ yếu là để bảo quản cái vành này. Bảo quản cái vành này. Đấy, thì ví dụ như lúc nào mà mình chơi có loại lốp không có xăm thì cái vành nó mà bị xây xước là nó sẽ bị rò rỉ hơi. Nó bị rò rỉ hơi. Nên là theo cái cách làm của nông dân là mình làm như vậy, mình chia sẻ tới quý vị và các bạn. Nước xà phòng nhá, nước xà phòng hay là nước dầu rửa bát ấy, hòa ra xong và nó đặc một tí nhá, bôi vào đây, bôi xung quanh hết, lắp lốp vào nó trơn, là vào lúc vào sướng lắm, tức là nó có nước nó trơn sướng lắm, thế nếu không có nước nó không trơn. Đấy, lắp cái lốp, lắp lốp thì ai chả biết lắp. Thế nhưng mà ở theo mình lắp thì mình vẫn lắp như này, nó có chiều của nó đấy nhá. Này, theo cái chiều tiến lên này này, thì theo cái đây này, cái múi này này. Đấy, những cái múi này, đây là chiều tiến lên này. Đấy. Đấy, cái chỉ đỏ thì ở bên đĩa, chỉ đỏ bên đĩa này. Mình vẫn lắp như này, không biết là có đúng hay không. Thế nếu mà không đúng thì quý vị và các bạn bảo mình thì mai mình lại tháo ra mình lắp lại. Đấy. Thế còn nếu mà lắp như này thì lại không đúng. Này. Lắp này không đúng. Đấy, cái chiều ta lông này là không đúng này. Đấy là theo mình thôi. Đấy, mình lắp cái chiều ta lông nó tiến lên. Tiến lên như này. Đấy, đây này. Nhìn được cái xe này nó tiến lên như này. Thì mình xem. Cái này thì chẳng ai bảo mình đâu. Thế nhưng mà mình xem ở những cái xe mà lúc mình mới mua về, hãng người ta lắp. Hãng người ta lắp nó như thế thì mình nhớ. Để lần sau mình lắp nhá. Mình lắp là mình cũng lắp như thế thôi. Nếu mà hãng người ta lắp như vậy thì mình lắp như vậy. Không biết là có đúng hay không thì cũng không biết. Nhưng đây theo cái chiều này này, chiều ta lông này, đi lên.
Đấy, theo đây để cái mũi xe này là dễ hình dung nhất này. Đấy, nó tiến lên nhá. Đấy. Lắp lốp với lắp xăm vào thì lưu ý là không người lại bị kẹt xăm. Đấy, thế nên là cố gắng là bôi nước xà phòng vào để vào tay nó khỏi kẹt xăm. Chứ nếu kẹt xăm tức là gì? Kẹt xăm là cái xăm của mình bị cái móc lốp, cái xăm của mình bị cái móc lốp nó tác động vào cái xăm. Thế nên khi mà bơm hơi lên là có khi là nó lại hết hơi đấy nhé. Yeah. Nó bị thủng luôn xăm ấy. Thậm chí nó còn nhai ra một miếng. Đây. Đây cái trục. Trục này thì nhà sản xuất người ta không bôi mỡ vào, thế nhưng mình nông dân thì cứ gọi ăn chắc mặc bền. Trước khi lắp vào lấy rẻ lau chùi vệ sinh sạch đẹp đi, xong bôi mỡ bò vào. Đây này, mỡ bò này, chuẩn bị mỡ bò đây. Đấy, bôi mỡ bò vào cái trục này. Thì thứ nhất là mình đút vào nó trơn. Đút cái trục vào nó trơn, cái hai là lấy khỏi dí cái trục. Nhá. Còn nhà sản xuất thì người ta chả. Đây đây, nhà sản xuất giờ phải tháo ra đấy, nhà sản xuất thì người ta chả bôi đâu. Nhưng người ta bôi thế thì bao giờ nó mới hỏng. Đấy. Tiện tháo ra thì phải lau chùi vệ sinh luôn. Nên cái này là không bôi mỡ khi nào mà thay bi ấy. Khi nào mà thay cái vòng bi này này. Tháo vòng bi này nó mà dơ này. Tháo ra thay thì bôi mỡ, bỏ mỡ ở bên trong mấy ơi. Chứ còn thông thường như là đây này, ở đây có cái nắp nhựa này. Đấy, thông thường là nhà sản xuất bi là người ta bôi cái mỡ vào trong cái bi này. Là nãy cái nắp nhựa ra, nhét mỡ vào bên trong đậy nắp nhựa lại. Đấy, nhà sản xuất người ta làm thế thôi. Mình thì mình cứ cho cả mỡ vào trong cái máy đi nó nóng. Đi nó sinh ra nhiệt nó nóng, mỡ nó chảy ra nó bôi vào cái bi. Ôi trời ơi. Xe hỏng rồi bi chưa hỏng. Nhá. Xe hỏng rồi bi chưa hỏng. Đấy. Đấy, chỉ có mấy cái điều đấy là theo cái kiểu làm của nông dân thì quay lại để chia sẻ tới quý vị và các bạn. Tiện đây thì tất nhiên là làm đây. Đây đây, cái cụm đây là cái cụm phanh đĩa này. Cụm phanh đĩa này này. Cái những cái xe máy mà dùng phanh đĩa là nó thì dùng lâu rồi nó hay bị bó phanh. Hay bị không phải là bó phanh mà nó bị cọ. Nó bị cọ, cọ phanh. Nó không trơn như những cái loại phanh cơ. Là nó do cái này. Này, cái má này không phải nhá. Này, cái má bên trong này là không phải. Cái má bên trong này là nó nằm yên ở đây. Nằm yên ở đây. Yên vị ở chỗ này. Thế nhưng mà cái má ở bên đây, má bên ngoài này, má bên trong này là nó dao động, nó chạy. Tức là khi mình bóp phanh là nó dồn dầu xuống đây. Dồn dầu xuống đây vào cái cụm này. Vào cái cụm này cái dầu nó đẩy vào cái bi tông. Trong này có cái này là cái cụm phanh dầu mà sử dụng một bi tông. Trong này có một cái bi tông. Dầu nó đẩy vào cái bi tông. Và cái bi tông nó đẩy ra thì nó đẩy cái này ra. Này. Nó đẩy cái má phanh ra để nó cọ vào cái đĩa. Đấy, để nó giữ cái bánh lại. Đấy, thế nhưng mà khi mà mình không bóp phanh nữa thì nó sẽ là dầu nó không đẩy xuống, nó không ép vào cái bi tông này nữa thì cái bi tông này nó lại phải hồi trả lại. Thế nên trong quá trình sử dụng các thứ lâu ngày rồi thì cát rồi là đất bùn đất các thứ nói chung là nó bẩn thì cái bi tông này nó hồi nhưng mà nó không hồi vào hết. Đấy, thế nên là cái khoảng cách nó không hồi vào hết thì cái má phanh này đấy, cái má phanh này nó xít vào với lại cái đĩa, nó xít vào cái đĩa thì nó cọ vào đĩa. Nên là riêng về cái dòng xe mà sử dụng phanh đĩa mà lâu ngày rồi, quý vị và các bạn cứ lên chân trong giữa quay cái bánh trước xem, bánh trước phanh đĩa ấy, quay nó rất hay cà vào đĩa đấy, hay cà vào đĩa. Cái này nó hồi không hết thì mình phải vệ sinh ở cái chỗ bi tông này, chủ yếu là bi tông nó hồi không hết. Thôi thì có một cái kiểu làm của nông dân thì chia sẻ tới quý vị và các bạn. Không chia sẻ thì mọi người cũng biết nhá, mà thậm chí mọi người còn biết cách làm nó chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng mà chủ yếu ở cái video này là chia sẻ tới quý vị và các bạn là cái cảnh nông dân, nhất là nhiều việc. Hai thôi thì gà què ăn quẹn cối xay, mình thóc lúa chả có ai thôi, cứ cái gì mà giải quyết được nhá thì giải quyết, còn cái ví dụ cái gì mà không giải quyết được thì mình mới mang đi thợ, chứ cái gì cũng mang đi thợ thì còn thóc đồ mà ăn nữa nhá. Ngay trong khi đó này cái gì cũng mang đi thợ thì lại đi ngược lại với lại cái thời 7x của mình. Các cụ dạy là mình cần phải như con dâu pha. Thôi thế dừng video ở đây để lắp vào để thầy trò lão nông lại chuẩn bị cơm cháo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ đến tiết mục thân ái chào tạm biệt.